Để đảm bảo an ninh cho trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam với UAE vào 20 giờ tối nay, Hà Nội đã huy động 100% quân số cảnh sát cơ động thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động thành phố Hà Nội tham gia vào công tác đảm bảo an ninh trước, trong và sau trận đấu. Ngay từ sớm, các lực lượng làm nhiệm vụ đã có mặt tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình để thực hiện nhiệm vụ. 7 chốt kiểm soát an ninh được thành lập quanh khu vực sân vận động với trang bị máy quét hiện đại nhằm kiểm tra, rà soát phương tiện, dụng cụ do cổ động viên mang vào sân. Vào thời điểm trước khi diễn ra trận đấu thì Trung đoàn Cảnh sát cơ động chúng tôi đã có sự khảo sát các cái vị trí cần được bảo vệ để có thể là bố trí quân một cách hợp lý. Các cái vị trí đặt hàng rào, barrier cũng như là giải dây thép gai để làm sao tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân và những cổ động viên đi vào sân vận động Mỹ Đình. Còn khi trong quá trình diễn ra trận bóng đá thì chúng tôi cũng đã bố trí các cái trên các cái vị trí khán đài, các cái vị trí để làm sao có cán bộ chiến sĩ ở tại đó có thể kịp thời quan sát và ngăn chặn xử lý kịp thời những hành vi quá khích, những hành vi gây rối trật tự công cộng. Không chỉ vậy, việc tăng cường số lượng cổng an ninh cũng sẽ giúp cổ động viên vào sân được nhanh chóng hơn, hạn chế thời gian cổ động viên phải chờ đợi quá lâu gây ùn tắc giao thông. Bên cạnh đó, 9 chú chó nghiệp vụ cũng được đưa đến sân để tăng cường công tác an ninh. Việc siết chặt an ninh được thực hiện một cách kỹ lưỡng nhằm tạo ra một bầu không khí tốt nhất cho trận đấu, tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra như trường hợp tại sân vận động Hàng Đẫy. Từ 15 giờ, các hoạt động phân luồng giao thông cũng được thực hiện để duy trì tình trạng giao thông thông suốt.